Dạ vâng, thưa kính chào các anh chị em. Uh, ngày hôm nay là ngày thứ hai và bây giờ là uh, 3 giờ chiều của Paris. Các anh chị em tại Việt Nam đã là khoảng 9 giờ đêm rồi. Vâng, thưa chúng ta, ngày hôm nay muốn trao đổi với các anh chị em um, một tiêu đề mà ít hay nhiều nó đang uh, tạo ra một cái sự xúc động rất lớn trong uh, cộng đồng người Việt Nam cả ở trong nước cũng như là ở nước ngoài và cũng một lần nữa cũng xin nhắc lại với các anh chị em là tôi trong những live thêm tôi chỉ có xin phép được chào kính chào các anh chị em thân chào các anh chị em ở những phút đầu tiên và sau đó tôi để mà tập trung vào cho nội dung mà mình muốn trình bày thì tôi sẽ không có uh, <laughs> sẽ không có để phân tâm vào những cái vào những sự trao hỏi của các anh chị em nên mong các anh chị em sẽ thông cảm. Vâng, trước khi chúng ta đi vào một cái đề tài thì nó đang làm cho rất nhiều những sự xúc động tại Việt Nam một cái đề tài mà nó chạy dài từ miền Bắc xuống tới miền Nam một cái đề tài liên quan đến cái ngày 17 tháng 2 một ngày ngày quốc tang của chúng ta và những người cầm quyền họ đã đối xử với chúng ta ra sao họ đã hành xử với với đồng bào Việt Nam ra sao liên quan đến cái ngày mà trận chiến khốc liệt của vùng Tây Bắc đã diễn ra ngày 17 tháng 2 năm 1979. Và cũng cái ngày đó thì song song với những sự ngăn chống về những sự thể hiện của các anh chị em yêu nước các đồng bào yêu nước tại miền bắc thậm chí là ở những nghĩa trang trực tiếp nơi những nghĩa trang mà những người lính và những người dân quân và những thường dân đã nằm xuống tại các tỉnh phía bắc những cái hành vi tôi gọi là hành vi không gọi là hành động nữa, tức là nó tịt tiện nó đốn mặt và nó ti tiện những cái hành vi chung một cái mặt bằng rất chung của tất cả các nghĩa trang ở phía bắc đều tỏ lộ ra một cái thái độ là ngăn chống sự biểu cảm của đồng bào việt nam của những anh chị em yêu nước của đồng bào của nhân dân một câu hỏi được đặt ra là tại sao trước khi tức là trước ngày 17 tháng 2 thì những người làm cái công việc tuyên giáo của nhà cầm quyền đã đã chỉ thị, đã bật đèn xanh, đã thúc còi cho những người làm báo, những người viết báo và chúng ta thấy một cái hiện tượng là rất nhiều những người viết báo, rất nhiều những bài báo đã chạy tràn lan trên tất cả các các tờ báo lớn bé già trẻ đều chạy trong vòng ba ngày thì những cái nội dung những cái bài báo chỉ mặt Trung Quốc chỉ đích danh Trung Quốc là kẻ thù của của, của dân tộc của chúng ta tuy nhiên đúng vào cái ngày 17 tháng 2 thì chúng ta ngỡ ngàng hết sức <laughs> vâng thưa chúng ta ngỡ ngàng hết sức khi mà đối với báo chí thì là ồn ào lên như thế thúc đẩy cái, cái, cái gọi là cái sự xúc động của người dân lên như vậy trong khi khi mà người dân người ta thể hiện các anh chị em yêu nước và những người dân thể hiện tấm lòng của một người đang sống ngày hôm nay tưởng nhớ về những người đã khuất của cái sự kiện đau lòng ngày 17 tháng 12 thì lại bị ngăn cấm. Tất cả những người muốn bày tỏ cái tấm lòng đối với sự kiện ngày 17 tháng 2 đều bị hoặc là ngăn cấm tức là ngăn cấm ngăn chống tại nhà không cho ra khỏi nhà hoặc là bám theo để bắt những người đi đến những cái nghĩa trang đó phải thậm chí là phải lột những cái 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 áo mà họ mang trong người đó phải chăng là là những người cầm quyền đó họ 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 Nghiễm nhiên họ cho họ một cái quyền chỉ có duy nhất những người cộng sản chỉ có duy nhất những người đang cầm quyền mới được cái quyền thể hiện tấm lòng gọi là tấm lòng đối với những người đã khuất uh, cái trách nhiệm và cái bổn phận nhìn vào cái sự thật của lịch sử năm 1979 phải chăng là chỉ có những người của Đảng cộng sản mới có cái quyền uh, và được nghiễm nhiên được cái quyền như vậy Và thậm chí là uh, chúng ta thấy rằng là <laughs> đó là một ngày quốc tang đó là một ngày đau khổ đó là một ngày hết sức là nặng nề của lịch sử Uh, hết sức là xúc động của lịch sử. trong khi um, <laughs> là ngày quốc tang mà chúng ta không thấy gọi là ông uh, gọi là ông ông chủ tịch ông uh, tổng bí thư có một hành động nào cả. trái lại đưa một cái anh chàng sắp sửa chết, một cái anh chàng uh, uh, hưu cựu là anh uh, uh, anh trương tấn Sang uh, đi thăm một cái nghĩa trang ở vùng tây bắc và trong một cái lời gọi là lời 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 kỷ niệm được viết lại trên cái cuốn sách đó là thì cái anh cựu chủ tịch đó cũng không dám gọi đích danh ai là kẻ thù tức là chúng thấy thấy tương phản hết sức rõ rệt trước đó ba ngày thì chỉ danh là kẻ thù trung quốc là kẻ thù và bắt đầu từ đúng ngày 17 tháng 2 thì kẻ thù biến mất chỉ còn lại là à những người ở phương bắc tức là những người ở phía bắc vậy những người ở phía bắc là ai và vì sao lại xảy ra một cái chuyện trồng chéo như vậy phải chăng nó có sự lừa dối nào đó ở đây phải chăng những người cầm quyền của chế độ vì sắp sửa có một cái cuộc họp thượng đỉnh của tổng thống mỹ với một người đứng đầu của của Bắc Triều Tiên ngay tại Hà Nội cho nên uh, những người cộng sản là uh, có một cái thái độ xun xe gần như để là mà vút đuôi để mà liếm láp uh, ông tổng thống Mỹ. <laughs> một cái chuyện nó cũng phải nhìn thấy là uh, Trung Quốc đang bị tứ bề thọ địch và cái người mà đánh những cái cú đòn nặng nhất cho Trung Quốc là ông Donald Trump tổng thống Mỹ và phải chăng là những người cộng sản Việt Nam đang sợ rằng cái anh chàng tổng thống rất là quái tính rất là cao bồi đó anh ấy nếu mà không chiều anh ấy, không nuông anh ấy không có liếm láp anh ấy thì anh điên lên anh ấy chơi cho vài cú gọi là cú thương mại. Đối với Việt Nam ấy, thì Việt Nam tức là, nó là liếm đít nhau, cắn đít nhau mà chết tức là những người cộng sản cắn đít nhau mà chết phải chăng là như thế cho nên nó mới có một cái chuyện là lừa dối, đưa người dân, đưa cảm xúc của người dân vào một cái sự lừa dối trong vòng 2 ngày. Tức là suốt 40 năm qua không cho người dân nói một cái câu nói rằng à cái thằng đó là thằng Cộng sản, à cái thằng đó là thằng kẻ thù, tức là thằng, thằng, thằng Tàu Hán là thằng kẻ thù. Bao nhiêu năm nay, đặc biệt từ những năm 1989, 1990, đến nay cấm người dân không được nói về cái điều đó. Không được nhìn kẻ thù và chấp nhận uh, những cái mồ mả của những người đã bị thảm tử vì cái cái cuộc chiến tranh tàn khốc đó là là họ phải 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 hết sức là lặng lẽ để chịu đựng cái sự câm lặng của họ. Những người đã chết cũng như những người còn sống đều phải chịu đựng sự câm nín đó. Vậy giá trị lịch sử nó nằm ở đâu? Mà con người ta, một dân tộc khi không có lịch sử, nghĩa là không có văn hóa. Và một dân tộc khi không có văn hóa, là dân tộc đấy sắp tiêu vong, bên bờ tiêu vong. Bởi cái văn hóa nó là linh hồn của một dân tộc. Xác thân, con người ta mà không có hồn, thì cũng giống như con tinh tinh, cũng giống như con đuổi ươi, như con chó, con lợn, nếu không có hồn. Thì một quốc gia cũng vậy một quốc gia vô văn hóa, một quốc gia vô lịch sử, thì trước sau thì cái, cái, cái gọi là quốc gia đó nó cũng đi đến chỗ chết. và từ cái chuyện văn hóa, từ cái chuyện lịch sử, này, chúng ta bàn với nhau, chúng ta nhìn kỹ lại cái sự kiện xảy ra tại Sài Gòn. tôi dùng chữ Sài Gòn, tôi không dùng cái chữ của thằng bà mẹ gọi là thằng, cái thành phố của thằng bà mẹ, thằng, thằng thằng Hồ Chí Minh đối với tôi đó là một con ma, đó là một con quỷ thứ chó má nó không xứng đáng để gọi tên nó là, là, là lấy cái một cái 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 vùng đất hết sức nhân bản của Sài Gòn để đặt tên cho một cái thầy mà đặt tên cho một cái thằng chó má bẩn thỉu. <laughs> Thế chúng ta nhìn thấy một cái sự kiện là uh, tại cái quảng trường Mê Linh. Tại sao tôi gọi là quảng trường Mê Linh? Tôi nghĩ những người anh chị em trẻ ngày hôm nay ít người biết được rằng, Cái pho tượng uh, rất uh, rất có hồn uh, Và thiêng ạ, à, chứ không phải đùa đâu ạ à, tôi là pho tượng Đức Thánh Trần Hưng Đạo Là được đặt nằm ở trong một khoảng trường Trước năm 1975 gọi là công trường Mê Linh <laughs> Khởi thủy của công trường Mê Linh là À, đó là một cái một cái công trường à, à, làm ra cái một cái bức tượng đầu tiên của một à, ông tướng người Pháp ông Rigon de Renouis. Hình như là ông là trung tướng, à, ông trung tướng à, người Pháp là Rigon à, de Renouis. Và <laughs> ông như không Nhi Và vị tướng đó Sở dĩ có Cái pho tượng đó Là người Pháp họ xây dựng Để họ kỷ niệm Cái trận đánh lần đầu tiên Của liên quân Pháp và Tây Ban Nha Đánh vào biển Đà Nẵng Và đã chiến thắng cái sự kiện đó là sự kiện xảy ra năm 1000 857. Tướng Rigon... Uh, uh, đã chỉ huy cái trận đánh đó. <laughs> Và đã chiếm được Đà Nẵng. Thì cái pho tượng đó... Chính là pho tượng của ông Rigon uh, de Genuigny. Cái pho tượng đó... <laughs> đã bị đã bị phá, đã bị đập bỏ bởi người dân. Bởi người dân. Năm 1954 bởi người dân Sài Gòn đập phá tức là đập bỏ cái pho tượng của trung tướng Pháp Rion de Renuigny. Và <laughs> cái pho tượng được xây dựng tức là sau khi đập phá như vậy từ năm 1954 là không có tượng tức là cái 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 công trường mê linh lúc đó chưa gọi là công trường mê linh cho tới năm 1961 62 mới có một cái công trình được được xây dựng công trình đó là công trình dựng tượng Hai Bà Trưng năm 1962 và chính thức công trường của công trường của của Rigon de Guigny đó thì được gọi từ năm 1962 là công trường Mê Linh. công trường Mê Linh với tượng của Hai Bà Trưng. Tuy nhiên, cái cách cái thiết lập cái cách xây dựng tượng hai bà trưng đó, nó không, không, uh, tôi thì tôi không biết nhưng mà một số những người lớn kể lại là nó nó có một cái nét tương đồng nào đó uh, với với bà Trần lệ xuân tại đừng quên các anh chị em đừng quên là uh, cái áo dài mà ngày hôm nay uh, chúng ta đang mặc đó, các anh chị em uh, gọi là áo dài Việt Nam đó là nó khởi là khởi từ từ bà Trần lệ xuân thì hai cái pho tượng đó nó mang cái dáng dấp cái áo cái, cái áo dài như vậy tại vì cái truyền thống áo dài là từ áo tứ thân rồi đến cái áo hai thân của cái thời của bà 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 trần lệ xuân là <laughs> lúc bấy giờ là một cái mô mốt mode của bà trần lệ xuân là cái cổ là không có phải là cổ cồn không phải cổ cao lên mà nó là cổ thấp cổ tròn thì cái nét tương đồng của cái hai cái pho tượng của hai bà trưng đã đã bị nhiều người dân cảm thấy là bực mình cho nên tức là cảm thấy bực mình vì nó có liên quan đến cái hình ảnh vóc dáng nào là có hai mẹ con bà 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 trần lệ xuân cho nên sau khi mà À, chế độ của ông Ngô Đình Diệm bị lật đổ tháng 11 năm 1963 đó thì thì đồng thời là cái pho tượng cũng bị đập bỏ tôi nhớ không lầm là tháng 12 hay gần Tết cận Tết của năm 1000 đầu năm 1964 là pho tượng của hai bà trưng là là, là là bị đập mà tâm lý của người dân khi mà đập đó là không phải là đập hình ảnh của hai bà trưng mà là đập hình ảnh bởi vì nó có cái sự tương đồng liên quan giống nhau với bà Trần Lệ Xuân, hai mẹ con bà Trần Lệ Xuân cho nên đã bị đập. Thì hai cái mốc điểm để cho chúng ta nhìn thấy rằng cái công trường đó đó là một cái vùng đất vùng đất nó là vùng vùng đất linh chứ nó không phải là vùng đất tầm thường đâu. Cái 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 bởi vì chúng ta nhớ lại cái pho tượng của ông Rigon, ông Trung tướng Rigon là từ năm 1954 54 tức là 8 năm trời mà không dám xây tượng không dám xây tượng một ai lên trên đó cả <laughs> mãi chờ tới năm 1962 mới bắt đầu xây tượng và là xây tượng hai cái người hết sức là đặc biệt hình ảnh tình cái tinh thần đó là tinh thần hai Bà trưng tức là phải nơi đó phải là những cái 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 người hết sức là là là, là, là gọi là có thần hồn có thần trí thần hồn mới trụ được ở đó mà thôi thì cái giai đoạn năm 1954 đó là cái giai đoạn thay đổi quyền lực toàn bộ của của người Pháp tại Việt Nam năm 1954 là một cái dấu mốc của sự thay đổi quyền lực và đánh dấu cái mốc của sự thay đổi quyền lực của Pháp, tức là Pháp bị lật đổ tại Việt Nam là năm 1954. Không phải 45 nhé, mà là 54. Tức là chính những người quốc gia, chính những người phương Nam đã đập, lật đổ, lật cái pho tượng của Trung tướng Rigon de Guignoui nhỉ. Và <laughs> tới năm 1963 thì cái sự sụp đổ của chế độ uh, đệ nhất Cộng Hòa đó, nó 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 được uh, chứng tỏ nó được biện minh nó được xác định bằng uh, cái vụ là thay cái 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 pho tượng của tức là thay pho tượng của hai bà trưng hai tượng hai bà trưng là không phải là bị đập và đem đi chỗ khác cho tới giờ này không biết nó nằm ở đâu <laughs> chúng ta ở Sài Gòn từ cái giai đoạn năm 1964 đến năm 1967 3 năm trong 3 năm đó công trường Mê Linh không có uh, không có pho tượng nào cả tôi lặp lại là những người của đệ nhất cộng hòa cũng như của đệ nhị cộng hòa là những người có uh, những vị cố vấn mang cái kiến thức rất là là, là 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 sâu về về phong thủy ngay như là cái chuyện trí hòa cũng vậy đó một trong một cái livestream nào đó tôi sẽ trình bày về cái sự bí ẩn của cái phong thủy của 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 trí hỏa cũng như là về cái dinh độc lập hồ con rùa và ngày như ngày hôm nay chúng ta đang đề cập đến cái công trường mê linh quảng trường mê linh tới năm 1967 mới đưa ra quốc hội và nhiều tấm nhiều đồ hình đã được uh, trình bày. Thì đồ hình của uh, tượng Đức Thánh Trần Hưng Đạo là là được xét duyệt bởi Quốc hội. Thì tôi nhất thời quên tên vị vị kiến trúc sư vị 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 điêu khắc ra hình như là cũng họ Phạm nếu tôi nhớ không lầm. Nhưng mà điều mà tôi nhớ là, là còn rất trẻ uh, vị 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 uh, Vị điêu khắc ra đó còn rất trẻ hình như là 24 25 tuổi gì đó năm 1967 thì cái bức họa đầu tiên cái đồ hình đầu tiên là cái khái niệm là 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 ông Trần Hưng Đạo Đức Thánh Trần Hưng Đạo là ngồi chứ không phải là đứng tức là cái tư thế là ngồi nó khá khá giống một số những cái bản vẽ uh, mà tôi có được chia sẻ nó khá khá giống với cái tượng uh, như là tượng của Quan Văn Trường tức là ngồi ngồi cầm cuốn sách tức là 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 um, chiến chiến lược đó, là hình ảnh của người vẽ chiến lược làm ra chiến lược <laughs> thì uh, trong khi mà vẽ những cái đồ hình tiếp theo đó thì người kiến trúc sư đó người À, người điêu khắc ra đó lại lại chạy ra trong tư tưởng trong hình ảnh của mình là một cái đồ hình mang cái tính cách của cái 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 hình ảnh của ông Trần Hưng Đạo của đức Trần Hưng Đạo ở ở sông hóa à, năm 1288 khi mà đức Trần Hưng Đạo xu quân lùa quân đã đánh trận sông hóa đó. ở trận sông hóa đấy thì cái con voi mà đức trần hưng đạo cưỡi đó là nó bị lún sình lún sình và không lên được thì tức là chờ chết thì trong khi là nước chiều, thủy triều lên nên <laughs> đức trần hưng đạo buộc lòng phải rời khỏi con voi đó và ngài khóc con voi nó cũng khóc đây là một cái chi tiết lịch sử chứ nó không phải là là, là hoang đường gì cả con voi nó cũng khóc và <laughs> nó từ từ nó chìm xuống đồng thời với cái 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 nước thủy triều lên thì lúc bấy giờ đó là cái hình ảnh của những tướng sĩ ghi hình lại là ông trần hưng đạo ông chỉ tay đức thánh trần hưng đạo chỉ tay trên cái vào cái 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 mặt sông đó mặt sông hóa trận đánh trận đánh của Sông hỏa và đức trần Hưng đạo có nói rằng <laughs> ta thề rằng trận này nếu ta không thắng tức là trận này mà đánh không thắng thì ta không trở về đây nghĩa là ông ta quyết tử một là thắng hai là chết một là thắng hai là vùi thây chứ không có trở lại tức là không có quay lại người một người chiến sĩ một người tướng khi mà tuyên bố như vậy là là, là một chết một là chiến thắng, hai là chết chứ không có quay lùi. Cho nên cái lời thề đó nó ám vào ở cái tinh thần của người họa sĩ, của người làm đồ họa, của người điêu khắc ra để cuối cùng thì thay vì là một bức tượng của ông Trần Hưng Đạo ngồi đọc sách tức là mang tính cách chiến lược chiến thuật đó, thì là một vị tướng. <laughs> đứng ở một cái tư thế gọi là tư thế chống thuyền một cái tư thế mà một chân thì dưới lòng thuyền còn một chân thì gác lên trên cái 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 bệ thuyền trên trên cái mũi thuyền và chỉ tay về cái hướng của dòng sông và thề rằng trận này một chết một thắng và nếu thua trận này thì không trở lại tức là sẽ chết theo trận thì sau đó, đó là cái trận đó thì 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 nó là một sự thắng trận cuộc thắng trận lớn thì Đức Trần Hưng đạo có uh, ra một cái lệnh đúc uh, làm một cái miếu, một cái chùa và và có đúc một cái pho tượng uh, để mà gọi là 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 uh, tưởng nhớ để mà quý mến dành cho cái con voi mà đã đi với uh, Đức Trần Hưng đạo rất nhiều những trận mạc rồi. <laughs> thì cái hình ảnh của Đức Trần Hưng đạo đã đỉnh đạt nằm ở cái công trường Mê Linh và công trường Mê Linh không thay đổi, cái tên không có thay đổi, tức là tên từ năm 1962 công trường Mê Linh là không có thay đổi. Cho tới năm 1975 chúng tôi vẫn gọi đó là công trường Mê Linh nhưng trên cái quảng công, quảng trường đó công trường đó thì pho tượng là pho tượng của đức thánh trần hưng đạo với một bàn tay chỉ vào vào dòng sông tức là mang một cái lời thề của cái 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 trận đánh hết sức là hào hùng của năm 1288 khi mà đánh đánh quân tổ chúng ta cũng phải cần nhìn rất rõ rằng trong lịch sử cũng như là là trong văn học, trong văn hóa của chúng ta đó, không có ông vua nào được gọi là thánh cả, tức là vua quan với nhau đấy. ở trong triều đình phong nhau sao cũng được nhưng ở người dân trong cộng đồng người dân trong quần chúng người dân thì khác vì thế chúng ta cần phải nhìn một cái chi tiết là không có một ông vua nào không có một ông tướng nào được phong là thánh cả ngoại trừ đức thánh trần hưng đạo tức là còn trên cả vua rất là nhiều đó là do tấm lòng của người dân tấm lòng của đồng bào của người dân đại việt và phong thành thánh chứ không có ông vua nào phong ông vua nào được phong cả ngoại trừ tôi lập lại ngoại trừ trong dòng lịch sử của chúng ta chỉ có duy nhất một người được phong lên làm thánh mà chính người dân phong lên tạo thành một cái đạo đó là đạo đức thánh trần tức là đạo thánh việt nam có hai cho tới giờ này theo tôi được biết là có không phải là hại mà là ba cái, cái 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 đạo thánh đạo bà chúa liễu là một nhánh đạo thần bạch mã là một nhánh đạo đạo thần Bạch Mã chính là đạo ở Sóc Sơn, đạo mà thờ thần thần Bạch Mã ở, ở Sóc Sơn. <laughs> ừ. Tích thần của Sóc Sơn là uh, một cậu bé. Từ, tức là rất bất ngờ trưởng thành để trở thành một vị tướng lĩnh. Và vũ khí mà để mà chiến đấu chính là cưỡi trên con bạch mã nhưng là nhổ tre nhổ nhổ nhỏ tre để đánh cái điều đó đó nó đi đến một cái khởi thủy nhiều người nói là cái chuyện đó là chuyện hoang đường thực ra đó nó có những cái tính triết ở trong đó mà cha ông của chúng ta truyền tải lại mà chúng ta không nhận ra <laughs> phù đồng thiên vương là một cậu bé khi mà mẹ sinh ra thì lóc cóc giống như quả dưa. Và đi đâu, mẹ đi đâu thì cũng lăn lăn theo mẹ là quả dưa, nghĩa là tròn. Mà tròn là gì? Tròn là biểu của đạo. Luân xa. Chúng ta nhìn những cái xe gọi là, là là gọi là xe chở đạo thì chính những cái bánh xe đó nó gọi người ta trong cái cái phong thủy cũng như là văn hóa cổ nhìn cái hình của cái bánh xe nhìn cái hình tròn đó, nghĩa là ẩn tượng cái đạo ở trong đó tức là một cái hình ảnh là một đứa bé với tấm lòng gọi là trong trắng mới tấm lòng thanh sạch có thanh sạch có trong trắng thì mới là đạo thì mới là một cái vòng tròn <laughs> và từ cái sự ừ, trong trắng đó đối với đất nước không có um, quyền lợi không có vị lợi không có phải là chiến đấu vì cái ngai vàng của mình hay là uh, uh, vì cái quyền lợi của gia đình của mình mà là chiến đấu vì cái đất nước của mình vì quê hương của mình cho nên cái vòng tròn gọi là <laughs> thằng bé trong vòng tròn như vậy trừ đồng tử cũng thế với tiên dung trừ đồng tử cũng vậy cũng là những người trong thần tích của 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 đạo thánh là 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 tụ về sóc sơn cho nên ngày hôm nay có rất nhiều những vấn đề đang xảy ra tại sóc sơn đó là tranh giành đất đai và trong đó có rất nhiều người tàu bỏ rất nhiều tiền bạc để tranh giành đất đai mua dù nó chỉ là một mảnh thôi một mảnh đất ở sóc sơn thôi, nhưng đối với họ đó là điều cao quý vô cùng một điều nữa cũng nhắc lại với các anh chị em từ trước của thời ừ, cao biển vào việt nam thì những vị vua của trung quốc của tàu khi lên ngôi đều phải lọ mọ có một cái toán lính đi đến sóc sơn là một cái một cái lễ thề một cái lễ thờ ở sóc sơn họ coi đó là nam giao đỉnh nam giao tại sao mấy thằng tàu nó lên ngôi nó phải quay về phương nam để nó thề gọi là lập đàn nam giao luôn luôn quay về phương nam về sóc sơn nhắm về sóc sơn vì thế lại trở lại cái chuyện của uh, đạo thánh gọi là đạo thánh bạch mã của sóc sơn <cười> thì <cười> cho chúng ta thấy rằng tất cả những đạo giáo của việt nam gọi là đạo giáo trong đó đặc biệt là đạo đức thánh trần và đạo bà chúa liễu cũng như là đạo của sóc sơn thần bạch mã sóc sơn <cười> <cười> mà nói đến thần bạch mã nghĩa là 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 nói đến uh, ba vị của lịch sử ba không phải là lịch sử tức là huyền sử trong đó có triều đồng tử trong đó có tiên dung và <laughs> thánh giọng, gọi là đạo thánh thánh giống cho nên rất nhiều người vì cái yếu tố tâm linh mà nhìn nó bị lệch lạc đó, cho nên tức là chúng ta không nhìn ra giá trị của tâm linh, chúng ta không nhìn thấy những cái tia triết, những cái ý triết của cha ông của chúng ta truyền lại cho nên chúng ta báng bổ thần linh. Từ cái chuyện báng bổ, chúng ta nhập nói đến cái chuyện báng bổ thần linh thì chúng ta lại trở lại cái chuyện pho tượng Đức Thánh Trần tại tại công trường Mê Linh Uh, cái lư là bị nhổ đi ngày 17 tại sao lại nhổ đúng vào ngày 17 người ta nói trên bàn thờ cái quan cái quan trọng nhất là gì là lư hương trên lư trên thạp là có khắc có tạc những uh, những con sinh thần ở trong đó đặc biệt là những con nghe hai con nghe ba con nghe thì <laughs> một số anh chị em cũng có cái thắc mắc nói rằng à không biết là cái lưu hương đó nó có từ bao giờ uh, trước đền uh, trước tượng của 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 đức trần hưng đạo thưa nó có <laughs> từ khi xây cái bức tượng đó um, tức là từ những năm 1967 và hải quân của Việt Nam tất cả những cái ý, chiến hạm mà đi ngang qua đó hoặc là đi vào hoặc là đi ra đặc biệt là đi ra biển đều vị gọi là là vị chỉ huy đều phải 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 đến thấp nhàng và ở dưới tàu là lính là hải quân sĩ quan hoặc là, 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 lính đều phải đứng dàn trào hết khi mà vị thủ lĩnh của mình vị thuyền trưởng của mình vị hoa tiêu của mình lên uh, thắp nhang trên cái cái, cái 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 cái, cái, bình nhang rất lớn tôi nhớ là khoảng một m sáu hay một m bảy cái chiều khoảng một m sáu chiều cao thì cái việc việc mà đem cả cái 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 lư hương đó đi rời đi đó vào đúng ngày 17 tháng 2 đó, thì cái đó nó tức là là có, chúng ta có thể nói rằng chỉ có những người những người rất là rốt nát mới có thể làm được cái chuyện đó mà thôi người ta nói là quỷ thần kính y viễn chi đó là quỷ thần thôi còn đức trần hư đạo là thánh rồi đó, đó là bậc thánh rồi <laughs> Uh, nói đến cái chuyện này thì lại muốn nhắc đến một cái chuyện nó khá hoang đường ở thất sơn ở núi thất sơn rất nhiều những vị tăng sĩ những vị tu sĩ ở núi thất sơn là uh, hay nói đến thần quyền rồi võ tức là một võ ma võ quỷ võ thần quyền võ thần quyền cái thần quyền là nó đến từ những người lưu bạt từ những người bị trốn chạy của thời nhà nguyễn <laughs> đặc biệt là cái giai đoạn Nguyễn Tây Sơn và giáo hiến tức là cái người mà, mà mà đem võ và văn hóa để dạy cho ba anh em nhà Tây Sơn giáo hiến là người của dòng họ tức là là, là một cái cái người đặc biệt của cái dòng họ Hồ dòng Hồ Quý Ly mà <laughs> nói đến dòng Hồ Quý Ly thì lại nói đến cái tư tưởng trác tuyệt của gia đình của ông hồ quý ly cũng như là võ thuật thì vì thế đó là những người mà họ bị bách hại họ bị đuổi họ bị truy sát là họ dạt xuống vùng thất sơn và sau quá nhiều đời nó trở thành những cái huyền thoại mang cái tính cách gọi là, là thần đạo mang tính cách là thần quyền nhưng không phải nói đến thần, thần quyền nghĩa là hoang đường có lẽ tại vì các anh chị em chưa gặp những người thờ cái 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 cái, cái 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 thần quyền cho nên các anh chị em chưa thấy những sự ngạc nhiên tôi mong rằng sẽ càng ngày nó sẽ có nhiều những vị được học về thần quyền được truyền ấn về thần quyền sẽ sẽ công khai ra. thì hy vọng rằng chúng ta sẽ nhìn thấy ra một cái tia một cái tia sáng về về sự huyền bí, về sự tâm linh và uh, thần quyền của uh, của của Thất Sơn ấy, chính là từ ừ. Hồ quy Ly. mà không phải là chỉ có bám chân từ cái thời kỳ của Hồ quy Ly. Hồ quy Hồ quy Ly là một trong những người quan đầu triều của dòng cuối Trần của dòng họ Trần. Nghĩa là chúng ta phải hiểu rằng đó chính là cái võ mang tính cách thần linh của dòng họ Lý, dòng họ Trần của của Việt Nam, của Đại Việt còn tồn tại và ngày hôm nay nó trở thành một cái thứ thần quyền. Thì <laughs> chuyện mà gỡ lư, gỡ cái lư hương mà lại gỡ đúng vào ngày 17, 17 tháng 2, tức là một ngày đau thương của lịch sử là một ngày quốc tang của dân tộc thì đây nó là một cái điểm đối với tôi đây là điểm tận vong của những người cộng sản <laughs> bởi vì xin nhắc lại cùng với các anh chị em là cái công trường mê linh nữa bức tượng đầu tiên là của một ông trung tướng oregon de gheniyi của pháp kỷ niệm cái trận đánh mà họ vào họ chiến thắng được ở Việt Nam ở cái của đàn, trận đánh tại Đà Nẵng năm một năm 1857 nghìn thì đó và nó đã bị sập xuống nó đã bị đổ xuống nó bị thay thế bằng năm 1954 và năm 1954 là một cái năm xác định rõ rệt là nằm tận vòng của tức là uh, nước Pháp bị đuổi hẳn khỏi khỏi Việt Nam năm 1954 và uh, sau đó năm 1962 khi mà dựng một tượng dựng hai cái tượng liên quan đến hai vật trưng và người dân thì người ta nhìn người ta không thấy hai vật trưng mà người ta thấy đó là gia đình của bà Trần Lệ Xuân và uh, tháng 12 hai tháng 12 hoặc tháng 1 gần Tết tôi, tôi nhớ là cận Tết các các, các anh lớn có kể cho tôi là, là cận Tết là cận Tết năm 1964 là nền đệ nhất cộng hòa bị bị rớt đài bị sập xuống. Thì ngày hôm nay cái việc uh, chân nhang ấy thì nó nó không khác gì cái chuyện đó cả. Không không khác gì về chuyện gọi là nhổ tượng. Tại vì đừng quên là tượng của hai bà Trưng cũng không có lớn như là tượng của Đức Thánh Trần Hưng Đạo được thiết lập được làm được xây dựng năm 1967, kể cả tượng của trung tướng Rihon cũng thế, nó là những tượng thấp và người ta dễ dàng người ta lật xuống. <laughs> trong khi những cái tượng đó thì không có hương, tức là cái 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 cái, cái đỉnh hương, cái đỉnh cái đỉnh là không có cái đỉnh chỉ có có năm 1967 đối với để mà, mà mà người ta có thể thắp nhang đối với Đức Thánh Trần cũng đặc biệt là các cái 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 chiến thuyền của Việt Nam Cộng hòa khi đi ra biển đều phải thắp nhang bởi vì Thánh tổ. Thánh tổ Hải quân Việt Nam Cộng hòa. Việt Nam Cộng hòa nhận Đức Trần Hưng Đạo là Thánh tổ Hải quân. <laughs> vì thế khi mà đi ra biển là tất cả các chiến hạm, kể cả thuyền nhỏ lẫn thuyền lớn đi qua tượng Đức Thánh Trần là phải lên thắp nhang, lên thắp hương. những cái đỉnh của cái 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 cái, cái, cái lư hương, nó đỉnh lư thì ngày hôm nay khi mà nhổ đỉnh lư đi đó thì nó 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 không khác gì là một cái sự phỉ nhổ, nó không khác gì một cái chuyện báng bổ thần thánh cả và chúng ta cũng khá là nực cười khi chúng ta nghe được một sự ngụy biện của một cái bà bí thư nào đó lại là bà bí thư cái chuyện này đó nó lớn quá nó mang cái tầm vóc của quốc gia của dân tộc chứ nó không phải nó mang cái tầm vóc của một cái phường hay là một cái quận mà chỉ thị của nó nó phải là đến từ ở đầu ở đâu tức là trên cùng chứ kể cả cái thằng hồ chí minh ở cái thành phố hồ chí minh tức là ở cái 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 ở Sài Gòn kể cả thằng Nguyễn Thiện Ác thằng thiện nhân hay thằng thiện ác gì bố mẹ của, của 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 thằng thiện nhân bố mẹ của thằng nguyễn thiện ác cũng sẽ không bao giờ dám đưa ra tức là phun ra một cái lệnh là à nhổ cái 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 cái, cái, đỉnh lư đó đi tôi lập lại là cả bố mẹ 10 thằng bố mẹ của 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 nguyễn thiện nhân cũng không dám nhổ mà cái chuyện này nó nhổ nó phải là ở đâu ở đâu kể cả thằng nguyễn phú trọng cũng không dám tự mình quyết định nhỏ mà nó do là thằng bố của thằng nguyễn phú trọng bắt thằng nguyễn phú trọng phải nhỏ mà thằng bố của thằng nguyễn phú trọng là ai thằng quan thầy của thằng nguyễn phú trọng là ai thằng quan thầy của cái gọi là 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 là, là quốc hội của việt nam là ai là thằng tàu cho nên ngày hôm trước khi mà quyết định tức là 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 là, 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 là lật cái lật cái 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 đỉnh lư, đem cái đỉnh lư đi, thì nó có một cái điểm báo ngay ngay ngày hôm sau một thằng trung tướng mà trung tướng nằm trong quốc hội tức là trung tướng đặc trách uh, quân sự nằm trong quốc hội tức là phó uh, gần cái, cái 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 vai trò đó gần như là vai trò lớn nhất của quốc hội chứ không phải là là là, là, là con bé kim ngân thằng lớn nhất là 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 là, là cái thằng đó Thằng trung tướng đó và lăn đùng nó nó chết nghe răng nó chết. Thì cái lời ví von cái lời biện giải nó hết sức là con nít của một cái con bé nó khá là 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 là, là tên khá là đẹp Kim Yến. Trần Kim Yến. Trần Kim Yến bí thư của quận 1 thì nói rằng à, hương bát hương lư hương ở phải đem về những nơi những nơi thờ tự tức là đỉnh hương phải đem vào trong chùa thì chúng ta nhìn thấy biết bao nhiêu những cái thằng những cái thằng chó má kể cả thằng cắt mát kể cả thằng Mao Trạch Đông, kể cả thằng Hồ Chí Minh, chúng ta thấy nó nhàn 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 nhản khắp các tỉnh thành nó đứng ở ngoài đường. Và khi nó đứng ở đâu thì nó có đỉnh hương ở đó. Vậy tại sao không vứt mẹ những cái đỉnh hương đó đi, đem những cái đỉnh hương đó về các đền chùa nào đó đi, vào trong cái đình chùa nào đó đi mà thằng Hồ Chí Minh đứng ở đâu là đem đỉnh hương ra dúi vào mặt thằng, thằng 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 Hồ Chí Minh. Cho nên đây là một cái cách lý giải của những đứa con nít vừa ăn vừa ỉa ỉa ra rồi lại ăn cái chuyện ỉa ra rồi lại ăn tại sao tôi dùng chữ như vậy nó có một cái thằng gọi là một thằng khá già rồi và được gọi là trí thức nhà văn hóa nhà nghiên cứu văn hóa nguyễn hùng vĩ hùng vĩ tên nghe ghê gớm nguyễn hùng vĩ trước đây năm sáu năm thằng nguyễn hùng vĩ này nó rêu rào rất là to họng ở Hà Nội và nó ủng hộ cái chuyện là uh, các cái tỉnh chung quanh Hà Nội xây dựng 35 cái tượng đài kỷ niệm. Những tượng đài kỷ niệm đó, nó, nó là cái thằng hỗ trợ, nó là cái thằng kêu gào ủng hộ là phải xây để mà mang ơn, để mà gọi là, 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 là kính tưởng. Và 35 cái tượng đài đó thì hầu hết đều là cái thằng mã mẹ Trung Quốc, thằng mã mẹ Tàu, nó là thằng Hồ Chí Minh. Thì cũng ngày hôm qua, nó phun ra một cái câu đó là à, à, không thể để trong cái xã hội này chỗ nào cũng là hương khói cả. Tức là cũng là một thằng, một thằng đã già. Một thằng được gọi là nhà nghiên cứu văn hóa. Trước đây 3-4 năm, thì hết lên rằng à hãy xây tượng đài. 35 cái tượng đài đó ở Hà Nội chính là nó bảo vệ hầu hết tôi lập lại, hầu hết những cái tượng đài đó là những tượng đài của cái thằng xây xây để kỷ niệm cái thằng mỏ thằng má mẹ thằng 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 Hồ tập trước, thằng Tàu. Và khi chúng nó xây tượng đài như vậy đó, chúng nó đâu xây bằng tiền của chúng nó đâu, chúng nó xây tiền bằng cái tiền của Sài Gòn. Đừng quên rằng tất cả những cái tượng đài của những cái tỉnh nghèo nhất ở ngoài phía Bắc ấy. Đều là lấy tiền gọi là là, là 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 tiền đóng góp tiền ngân sách của của Sài Gòn làm ra. Chứ chúng nó là hầu hết ở ngoài miền Bắc những cái tỉnh ở ngoài miền Bắc đều ngửa tay xin uh, xin tiền ngân sách mà tiền ngân sách của quốc gia để mà chi phối chia cho ngoài miền Bắc để mà nuôi ngoài miền Bắc hơn 60% là Sài Gòn. chúng ta nhìn cái sự kiện như thế chúng ta nhìn những vấn đề như vậy để chúng ta thấy là xây mỗi một cái tượng đài như vậy là chúng nó có chấm chúng nó có mút cho nên tôi nói là vừa mút mà vừa nhổ mỗi một cái tượng đài thì chúng nó chấm mút được rất nhiều thứ và chúng nó xây tượng đài để chấm mút chứ con chẳng phải là tưởng nhớ mà mẹ gì các thằng hồ chí minh <laughs> nhưng ngày hôm nay khi xảy ra cái chuyện là lưu hương bị gỡ đi lưu hương bị đem đi nghi hương bị đỉnh lưu bị đào tróc đi thì nó phun ra một cái lời là à, cái xã hội này không thể để chấp không thể chấp nhận cái chuyện là ở chỗ nào cũng có hương khói cả tức là chúng ta chúng ta nhìn những cái mồm miệng những cái thằng như cái 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 thằng nguyễn hùng vĩ đó là cái thằng nghiên cứu văn hóa nhà nghiên cứu văn hóa của Việt Nam Cộng sản ngày hôm nay để chúng ta thấy cái bản chất của chế độ để chúng ta thấy bản chất cộng sản của của của, của Việt Nam nó đê tiện nó bẩn thỉu nó phản bội cha ông phản bội tổ tiên như thế nào <laughs> vì thế ngày hôm nay cái này thêm này chỉ muốn gợi với các anh chị em rằng chúng ta đang sống và chúng ta có quyền lên tiếng hay không hay là chỉ có những người cộng sản mới có quyền lên tiếng hay không lên tiếng về về cái chuyện đau thương của ngày 17 tháng 2. Và để mà ngăn chấm, ngăn cấm không cho sự tụ tập của người dân trước tượng đài của Đức Thánh Trần Hưng Đạo thì họ làm cái chuyện là họ nhổ cái 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 lư cái đỉnh lư đi và họ để vào trong đó là những cái hố rác là những cái 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 xe chở rác bán bỏ thần thánh, thần nào mà chịu được, thánh nào mà chịu được, và chúng ta có chịu được không? Người dân Sài Gòn có chịu được hay không? Chúng nó cướp hết của chúng ta từ năm 1975 rồi nó cướp hết của chúng ta vật chất cướp hết rồi. Ngày hôm nay cái tinh thần của chúng ta, Đức Thánh Trần Hưng Đạo tượng Đức Thánh Trần Hưng Đạo được xây dựng từ những năm 1967 trên công trường mê linh, chúng nó cũng bán bổ chúng nó cũng xì vả hãy yêu cầu chúng nó tổ mẹ chúng mày đem ngay cái đỉnh lư của đức thánh trần về lại chỗ cũ phải yêu cầu chúng nó nếu chúng ta còn có một cái tự hào văn hóa nào đó là người sài gòn <laughs> và cuối cùng là gợi ra với nhau là tại sao chúng nó sợ như vậy tại sao chúng nó dám báng bổ thần thánh như vậy tại sao chúng nó nghe lệnh ở đâu như vậy Đừng quên rằng cái hình ảnh chống tàu một cách mãnh liệt nhất, chiến thắng lớn lao nhất, tức là biểu tượng chống tàu một cách vĩ đại nhất, một cách sáng loà nhất chính là Đức Thánh Trần Hưng Đạo. Việc bán bổ Đức Thánh Trần Hưng Đạo như vậy, nó là một cái hành vi, gọi là hành vi, một hành vi trấn điểm từ ở phương Bắc. Nói đến trấn ểm. Hồi nãy tôi có đề cập đến cái chuyện là Cái vị trí của Chí Hòa Cái vị trí của uh, Dinh Độc Lập cũng như là của Hồ Con Rùa Và điều mà chúng ta đang nói Ở cái công trường Mê Linh Nó là một cái vị trí trấn yểm Quan trọng Không phải đơn giản mà Cái đỉnh lư đó được Thiết lập ngay tại đó Từ năm 1967 Điều chúng ta Vừa mới bàn với nhau đó là kẻ thù chúng nó sợ chúng nó sợ cái gì tại sao chúng nó sợ phải chăng chúng nó chỉ sợ cái quyền lực của trung quốc phải chăng chúng nó không biết sợ cái gọi là cái quyền lực của tâm linh cái sức mạnh của tâm linh lầm chúng nó sợ nhưng chúng nó hèn chúng nó sợ cái trước mắt cái thằng tàu sẽ làm chúng nó thế này thế kia trước mắt nhưng chúng nó quên đi cái họa rất lớn phía đằng sau là cả dòng tộc của chúng nó sẽ khốn nạn tất cả dòng tộc của chúng nó sẽ khốn nạn đời đời kiếp kiếp khốn nạn <laughs> cho nên cái nỗi sợ cái nỗi sợ mà chúng ta cần phải nhìn đó, là chúng nó ngăn lại sự tụ tập chúng ta đừng quên rằng uh, câu lạc bộ lê hữu đằng và những anh chị em yêu nước họ uh, họ đã kêu gọi là ngày 17 tháng 2 có một cụ, cuộc, cuộc uh, tụ hội nhau để thắp nhang, thắp hương trước uh, trước trước uh, tượng Đức Thánh Trần Hưng Đạo. Và ngay đúng với buổi sáng của ngày 17 đó, chúng nó đem xe, đem đặc biệt là đem xe rác để nhổ cái cái đỉnh lư đó đi. Nhưng cái điều mà chúng nó sợ giữ tụ hợp, nó sợ giữ tập hợp biểu kiến của ngày hôm nay, của cỡ chừng vài trăm hoặc là một ngàn anh chị em, cái đó gọi là cái sợ trước mắt. Nhưng vì cái sợ đó mà chúng nó nhổ cái cái đỉnh lưu lên, thì chính cái việc nhổ cái đỉnh lưu đó lên, đó là một cái điểm báo tận diệt của chế độ Cộng sản tại Việt Nam. <laughs> những điều chúng ta đang trình bày để cho chúng ta cùng nhìn ra cái bản chất của những con người cộng sản bản chất tay sai của trung quốc chúng ta nhìn thấy và cần phải nhìn cái sự kiện là 5G, 5G, 5G của tức là về kỹ thuật về điện thoại, về thông tin tại Việt Nam. Chúng nó đã ký kết với nhau ngày hôm qua ngày hôm kia chúng nó đã, đã ký kết với nhau rồi. Tức ký kết với tụi Hoa Vi rồi là à, dùng cái công nghệ của uh, của Vi, cái công nghệ của Trung Quốc, của của Vi, của công nghệ 5G cho uh, hầu hết những cái uh, những cái công trình uh, thông tin tại Việt Nam. Trong khi cả thế giới người ta đang run, rẩy người ta đẩy ra. Người ta không có uh, tiếp nhận, không chấp nhận cái 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 kỹ thuật của kỹ thuật 5G 5G của của Trung Quốc của Hoa nữa thì Việt Nam ôm vào. Thì cái hành động đó cộng với cái hành động di rời làm lật bảy cái cái, cái cái đỉnh lưu hương của Đức Thánh Trần Hưng đạo tại Sài Gòn cùng với cái chuyện uh, ngăn chặn những người Việt Nam uh, những đồng bào tại miền Bắc tề tự để thắp nhang để kính ngưỡng để kính vọng những người đã khuất trong cái cuộc chiến tây bắc thì cho chúng ta nhìn thấy thật rõ cần cho chúng ta nhận ra thật rõ cái bản chất của những con người cộng sản việt nam chỉ là bản chất tay sai thôi và những cái trò lưu manh tức là những trò thổi báo lên đưa báo lên đưa tin lên trên báo đó chỉ là trò lưu manh trò lưu manh đó nó không nhắm vào chúng ta bởi vì chúng nó đâu coi chúng ta ra gì nó coi nếu nó coi người dân việt nam ra cái gì đó thì nó nó, nó đâu có thể làm cái chuyện mà nhổ lưu hương rồi là ngăn cấm không cho những người yêu nước ra coi nha nó không coi chúng ta ra cái gì cả nó chỉ sợ thằng mỹ thôi nó chỉ sợ thằng đô nam thun thôi nó sợ thằng đô nam thun anh chàng cao bồi điên điên khùng khùng quyết định một vài cái 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 quyết định nào đó liên quan đến thương mại liên quan đến uh, thậm chí là quân sự thì thì nó, chúng nó chết toi cho nên chúng ta cần phải nhìn cái đó là một cái hành vi phản bộ phản bội tổ tiên và nó làm lòi ra cái bản chất tay sai của những kẻ công quyền điều cuối cùng chúng ta trao đổi với nhau ngày hôm nay là cái tin của một cái công ty dầu khí của nga đã uh, quyết định quay mặt với uh, tội thằng uh, maduro của venezuela uh, thằng trung quốc đã quay mặt và ngày hôm nay thằng nga cũng phải quay mặt thằng nga nó quay mặt là bởi vì cái lệnh trừng phạt của người mỹ bắt đầu tung ra là ai có quan hệ với thằng với chính phủ độc tài Manduro là sẽ bị cấm vận, là sẽ bị phong tỏa. Vì sợ phong tỏa, vì sợ phong tỏa kinh tế, cho nên là nga đã phải quay mặt với thằng Manduro. Điều đó nó là một cái thông điệp để cho chúng ta nhìn thấy rằng cuộc chiến tranh trong tương lai và chắc chắn Việt Nam sẽ dính vào. Chắc chắn Việt Nam sẽ là là một cái đối gọi là một cái đối tượng ngay sau khi ngay sau khi Venezuela được giải quyết xong mà Venezuela tôi nghĩ cùng lắm là một tháng nữa hai tháng nữa là xong hết, xong sạch thành xanh, xanh. Một số những người nói rằng à Donald Trump đến Hà Nội nghĩa là Donald Trump đang nồng ấm đối với Hà Nội. Xin nhắc lại cùng với các anh chị em khi Donald Trump mới lên làm tổng thống thằng tập cận bình và vợ của tập cận bình sang tận bên Mỹ và Donald Trump đem về tận nhà tiếp đãi hết sức là nồng ấm thậm chí là có thể ngủ chung với nhau cũng 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 được tức là người ta nhìn thấy cái thái độ hết sức là nồng ấm hết sức là thân thiết và người ta không ai ngờ được chỉ có hơn một năm sau là uh, donald Trump quay mặt và gọi là đá giò lái bầm bập vào mặt tập cận bình thì ngày hôm nay cũng vậy cái chuyện của ông thumb ông có đến Uh, gọi là có uh, có ấm nồng đối với hà nội đi nữa thì chúng ta cũng chuẩn bị hà nội sẽ bị đá dò lái bằng giày đinh của donald trump trong uh, cuối năm tới thôi tôi tôi nghĩ như vậy vâng và cuối cùng tìm đến những anh em hoạt động truyền thông chung của chúng ta uh, mới đây chúng ta có cái sự kiện là khoảng 10 anh em hoạt động Facebook hoạt động truyền thông từ công Tum đến Bến Tre đến Sài Gòn đến Biên Hòa đã bị bắt và đặc biệt trong đó có hai người nữ và một người phụ nữ mang giá trị tư tưởng rất lớn đó là một vị bác sĩ làm việc tại bệnh viện Nguyễn Tri Phương đã bị đã bị mất tích mất tích một cách đột ngột và uh, khi mà mất tích trong lúc mất tích là nó có những cái cuộc liên lạc uh, đặc biệt với một số những người những anh em uh, hoạt động nhân quyền tại tại hải ngoại và uh, người ta nhận ra được những cái thông tin gián đoạn như vậy là là và những anh em ở Sài Gòn báo nó thì nó xảy ra cái giai đoạn mất tích nó, nó xảy ra vào ngày 28 khoảng 3 giờ chiều và chúng ta đã trôi qua mười mấy ngày gần hai mươi ngày không có tin tức gì của người phụ nữ hết sức đáng yêu đó hết sức là nhân bản <laughs> đây là một một người trẻ một vị bác sĩ trẻ và hết lòng đối với tôi đây là một người hết lòng yêu thương đất nước và và và, và yêu thương cái nền tự do dân chủ tự do và nhân quyền uh, cực kỳ hiếm, đối với tôi tôi nhận định đây là những người rất hiếm. <laughs> uh, thì chúng tôi được biết là cả gia đình của của của, của cô Diệu Hoàng tức là cái Nick uh, uh, sơ Lena Ren là gia đình bị khủng bố. Tức là gia đình không dám nói gì về cái chuyện của, 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 của cô ấy cả. Ừ, tôi cũng được biết có một số những trường hợp khác nữa trong bị bắt sau ngày mùng 10 tháng 6, có những gia đình bị khủng bố nặng nề và buộc lòng chúng ta phải để cái thông tin liên quan đến những anh chị em đó là mất tích, bởi vì gia đình bị không không dám mở miệng, bị khủng bố một cách tối đa. Trong cái trường hợp của chị Diều Hằng, chị Tố Nga là tôi được biết là gia đình một số anh chị em tại Sài Gòn có chia sẻ là, 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 gia đình bị bị phong tỏa bị bị khủng bố từ người chồng người người, người phối ngẫu người chồng cũ cũng như là cha mẹ và anh em đều bị đều bị phong tỏa gia đình của anh Huỳnh Chí Tâm cũng vậy chị Diệu Hằng tức là chị Huỳnh Tố Nga là em của Facebook Huỳnh Tri Tâm thì <laughs> mới hôm qua tôi có được chuyển cho một số những thông tin uh, của một số anh em tại Thái Lan và một số anh em có những hoạt động với nhà thờ kỳ đồng uh, nói rằng uh, cái chị Diệu Hằng nick Diệu Hằng uh, nick gen Senena đó là không có bị sao cả vẫn là an toàn đại khái là như vậy Tuy nhiên những cái nguồn tin được hỏi qua hỏi lại thì nó 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 khá là mù mờ thì tôi cũng không hiểu vì lý do gì đó đặc biệt có một người tên là chị Lai như là chị Nguyễn Lai ở Việt Nam thì thông tin rằng à là an toàn thì và là an toàn tại Thái Lan tức là, là là, chị đã trốn trốn đi Thái Lan thì tôi thì tôi, tôi khá là ngạc nhiên bởi vì những anh em hoạt động nhân quyền chúng tôi hoạt động chung và có liên lạc với những người tại Việt Nam thì trong đó là là có chị chị Tú Nga và chưa bao giờ chúng tôi nhận được một cái tín hiệu nào đó, đó là chị Tú Nga sẽ sẽ tìm cách trốn đi đi nước ngoài bởi vì nếu mà chị Tố Nga có cái ý tưởng trốn đi nước ngoài thì chính tôi sẽ là người giúp chị đi từ lâu rồi. <laughs> Đối với tôi chuyện đi sang Thái, chuyện cơm bữa. Đối với tôi chuyện đi người Việt Nam đi sang bên Thái. Đối với tôi là chuyện thọc tay vào túi. <laughs> Tuy nhiên đó là một cái tin tức đáng ngạc nhiên. Cho nên một cái giả thuyết nó gợi ra là có thể là chị Tố Nga bị, bị bắt đi sang Thái Lan. Tại sao lại bắt đi sang Thái Lan? bởi vì đối với tôi đó sau khi mà tôi biết được cái vùng sinh trưởng của 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 chị Diệu Hoàng thì tôi tôi hiểu được là chị Diệu Hoàng uh, thì tôi vâng xin cảm ơn chị Vũ nha. thì tôi hiểu được là cái vùng mà chị sinh trưởng là là vùng cộng cán là vùng của những người mặt trận quốc gia xin lỗi là của người mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam là là thành phần cộng cán thành phần trí thức cái vùng đó cái vùng vĩnh cửu của ngày hôm nay trảng bom vĩnh cửu đều là những người tức là những người có học thì là những người trí thức là những người rất cộng cán thì tôi tôi nghĩ rằng có thể là 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 cũng có thể là cô đang ở Thái Lan nhưng là bị khống chế tại Thái Lan một số người đang nói cái chuyện anh Trương duy nhất bị khống chế thì tôi cũng không biết là chuyện hư thực ra sao nhưng mà nếu mà gọi là khống chế thì nó, là, là 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 cái chuyện khống chế anh anh trương duy nhất nó khác hẳn với cái chuyện khống chế của tức là khống chế nếu có sự khống chế anh trương duy nhất thì khống chế để đem về việt nam hoặc là đã đem về việt nam rồi hoặc là đã ở việt nam rồi còn đối với chị diệu Hằng nếu mà gọi là khống chế thì là khống chế để đem đi đem đi để làm gì ít hay nhiều đó chúng ta cũng đang nhìn thấy rằng tình hình chính trị Việt Nam nó đang có những cái diễn biến rất là đặc biệt và nó đang có hai cái cường lực đối kháng với nhau và cường lực những của những người miền Nam thì họ cũng đã đến lúc họ nhìn ra cái danh dự của người phương Nam và họ bắt đầu làm một số những cái động thái mang tính cách chính trị mang tính cách cách mạng có thể là họ thấy thì họ thấy chị Diệu Hằng bị nguy hiểm quá cho nên họ, họ họ có thể là họ đã khống chế để để đem chị Diệu Hằng sang bên Thái Lan điều đó còn là giả thuyết thì có điều rất là mong mỏi là những người mà có thông tin nhất nữa là liên quan đến với một người trẻ một người phụ nữ nuôi hai con tức là một người phụ nữ đơn thân nuôi hai con và là một người phụ nữ có một cái đầu hết sức là tư tưởng tức là một một nhà tư tưởng đối với tôi tôi nhìn chị dị hoàng là một nhà tư tưởng hết sức là hiếm hoi bởi vì trong chúng ta không phải ai cũng có thể trở thành một nhà tư tưởng thí dụ như bản thân tôi tôi là một thằng lính không thể nào là là một nhà tư tưởng được và trong anh em của chúng ta cũng vậy những người ở hải ngoại có một số nhà gọi là tư tưởng đấy nhưng mà nó, nó là một cái tư tưởng lệch pha nó không có dung hợp vào được với 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 ở Việt Nam gọi là những nhà chiến lược ở hải ngoại đó là, là đối với tôi là hầu hết 99% là lệch pha ông có giỏi đến đâu ông có tư tưởng thế nào đi nữa thì ông cũng là một cái thằng lệch pha ở hải ngoại thôi ông không có đem cái kiến thức của ông để ông hòa trộn ông nhập vào vào, vào với cái 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 chuyện của Việt Nam được trong khi một số những anh em tại Việt Nam của chúng ta đó, thì thú thực thú thực mà nói là chúng ta thiếu nhà tư tưởng chúng ta thiếu ở việt nam chúng ta thiếu nhà tư tưởng chúng ta có những nhà hành động chúng ta có những nhà thiện nguyện chúng ta có những nhà tranh đấu gọi là dân chủ nhưng mà tư tưởng thì thì chưa tư tưởng thì không tư tưởng là mang tính cách cách mạng và uh, chúng tôi bật ngửa khi mà chúng tôi làm việc với gần gũi với với chị diệu hằng và uh, và tôi thấy rằng đây là một người hết sức cần, hết sức quý cho dòng lịch sử của dân tộc hiện tại của Việt Nam ngày hôm nay. Có hòa giải được hay không? Có hóa giải được những thù hận hay không? Có đưa đất nước lớn lên được hay không? Là ở những người như chị Diệu Hoàng, như những người như chị Sinela. Họ có trí thức, họ còn trẻ, họ có tấm lòng yêu nước thật sự, họ có tấm lòng biết thương người thật sự, biết tôn trọng sự công bằng, trí tuệ của những con người trí thức. Vì thế, với những người này, đó, khi chúng ta thông tin là nên cần có những thông tin hết sức chính xác, hết sức chi tiết thì chúng ta mới nên thông tin. Bởi nếu không ấy, khi mà thông tin của chúng ta ấm ớ như vậy đó, là nó sẽ gây ra rất nhiều những sự bế tắc. Bởi vì chúng ta không lường định được anh em của chúng ta ra làm sao, chúng ta không thể gõ cửa được thế giới để nhờ sức mạnh của thế giới bảo vệ anh em của mình. Cho nên rất mong các anh chị em khi chúng ta đưa tin, chúng ta hãy đưa tin đặc biệt là liên quan đến những người quan trọng như thế này, những nhà tư tưởng quan trọng như thế này, những người phụ nữ đơn thân như thế này, nuôi con như thế, này. chúng ta hết sức thận trọng, phải cần hết sức thận trọng. chứ nếu không chúng ta làm hại, làm hại cá nhân của những vị anh hùng đó và làm hại cho cái công việc chung. Với những người thật tâm cho cái công cuộc đấu tranh, chúng ta không cho phép chúng ta, chúng ta không tự cho phép chúng ta gọi là là là, là, là không có sâu sắc, không có cẩn thận trong cái chuyện loan tin. Cho nên rất mong rằng uh, trong những giờ sắp tới hoặc là ngày mai, ngày kia sẽ có được rõ ràng hơn chứ không phải là một cái mảng tin gọi là ấm ờ như vậy, không phải là một cái mảng tin là nó, nó 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 mờ nhòe như vậy. Bởi vì những người yêu nước họ cần sự bảo vệ của chúng ta những người Việt Nam ở trong nước lẫn ở ngoài nước và khi chúng ta có những cái sự kiện dữ kiện để chúng ta nói với những cái cơ quan quốc tế rằng là nó phải là những sự kiện đúng nó phải là sự kiện chính xác chứ không phải nó là sự kiện tin đồn hoặc là nghe bên này nghe bên kia một cách một cách có thể là bị dẫn dắt. Và nếu mà bị dẫn dắt thì nó sẽ là nguy hiểm bởi vì nếu như thực sự là 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 và chúng tôi khẳng định là cô này bị bắt ai bắt thì nó là nó là một câu hỏi nhưng nó là rõ ràng là cô này bị bắt cô này bị khống khống chế thì vì sự an toàn của những người quan trọng như vậy những anh em trẻ của chúng ta như vậy nó đòi hỏi ở chúng ta sự thận trọng và trách nhiệm rất mong chúng ta sẽ cùng nhau quan tâm đến anh em của chúng ta cũng như đến công cuộc chung xin kính chào các anh chị em